Hello, xin chào mọi người. Trong video này Hiệp chỉ cho mọi người một cái ứng dụng scan tài liệu vô cùng là hữu ích luôn, rất là tiện lợi cho dân văn phòng cũng như là dân kinh doanh online. Chúng ta là đa phần những người kinh doanh ấy, đều là mẹ bỉm sữa là chủ yếu đúng không? Thì chúng ta không thể là có chuẩn bị cho mình những cái máy scan giống như là ở trên văn phòng chuyên dụng được, hay là chúng ta ra ngoài quán thì rất là mất thời gian đúng không? Thì chúng ta cần một cái ứng dụng tiện lợi ở ngay trên điện thoại, đó chính là để chúng ta để scan tài liệu đúng không ạ? Đó, ví dụ như là chúng ta muốn scan và tạo thành các bản PDF để chúng ta gửi để cho mọi người không tức như nào nhỉ? Tức là mọi người sẽ không chỉnh sửa được cái tài liệu của chúng ta đúng không? Chỉ là dạng đọc thôi. Thì làm sao chúng ta có thể scan tài liệu như vậy được? Thì Hiệp sẽ chỉ cho mọi người nhé. Thì mọi người sẽ vào cái ứng dụng là CH Play nè. Đây là ứng dụng là Cam Scanner nhé. Đây mọi người, Cam Scanner. Ok. Thì chúng ta sẽ vào ứng dụng là vào biểu tượng là CH Play, cửa hàng ứng dụng CH Play nha. Đây. Đây chúng ta sẽ vào ứng dụng là Cam Scanner. Đây, ok, nó sẽ hiện trên đầu luôn cả ứng cái biểu tượng là CS là Cam Scanner nhá, là máy quét ảnh này, quét PDF miễn phí này. Nếu như chúng ta chưa cài đặt thì chúng ta sẽ vào đây để cài đặt nhá. Hiệp cài đặt rồi, đây Hiệp sẽ thử luôn cho mọi người này. Đây, cài đặt rồi nhá mọi người, cài đặt, bấm cài đặt để tải về này. Sau đó vào phần đây, Hiệp scan rất là nhiều tài liệu luôn đó. Đây mà nó cũng rất là nét mọi người nhá. Đây Hiệp xem cho mọi người là đây một cái ứng dụng như này đó, rất là nét thôi. Chỉ tội là nó có cái logo mọi người ạ. Nó có logo thì thôi không sao, mình sử dụng miễn phí mà, mình tôn trọng cái bản quyền mà đó. Thì chúng ta Hiệp scan thử cho mọi người luôn nhé. Đây Hiệp ví dụ là đây đây nhá, ví dụ như là Hiệp scan cái tài liệu này đi. Ok, và nó đang để ở chế độ ngang đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm là left hoặc right này. Nếu như left này thì nó sẽ quay ngược như thế này, right thì nó sẽ quay ngược lại. Đây, và thẳng đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chỉnh sửa kéo lên, kéo xuống ở các góc này. Mọi người thấy nó zoom ở góc nhỏ nhỏ, góc cùng bên trái không? Đó, để chúng ta có thể chỉnh sửa cái tài liệu của mình nếu như mà nó chưa được vuông. Còn bình thường nó sẽ định hình khá là vuông vắn rồi. Đây, ví dụ như Hiệp bỏ cái lò xo thì Hiệp sẽ kéo vào đây. Đó, rất là hay, rất là tiện lợi đúng không? Trên này thì kéo vào cho nó khít một tí. Đấy, ok. Rất là khít rồi, sau mình bấm vào. Nhìn vào cái thanh công cụ ở bên dưới cùng ấy, sẽ bấm vào phần Next. Đó. Vậy là chúng ta đã scan được tài liệu rất là hay rồi đúng không? Đây chúng ta có thể có màu là click đấy, màu này, đổi màu này. Đây BVK là màu đen trắng này. Đen trắng thôi, chúng ta để lighten đi cho nó sáng, ok. Đấy, nếu mà như thế này xong rồi, chúng ta bấm vào lưu và chúng ta đặt tên cho nó, ví dụ như là câu hỏi này. Để sạc lông này. Ok. Đó, ok nhá. Đấy, ví dụ chúng ta bấm PDF và chúng ta chia sẻ. Tạo file PDF và chúng ta sẽ chia sẻ nhá. Đây, chia sẻ chúng ta Zalo này, Drive, Gmail, tất cả các phương tiện đúng không? Đều liên kết đúng không? Rồi gửi đến máy tính. Rất là tiện dụng luôn mọi người ạ. Không thể thiếu được luôn ở trong đối với công việc văn phòng luôn ý. Không thể lúc nào chúng ta cũng lấy một cái máy scan to đùng đúng không? Một máy scan cũng rất là nhiều người dùng, thì cách tốt nhất để chúng ta chủ động công việc là sử dụng cái ứng dụng là Scan Scammer nha. Ok, nếu như mà chúng ta thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký kênh YouTube Hiệp Nguyễn TV và theo dõi kênh Facebook Facebook là Hiệp Nguyễn, để chúng ta có thể là chia sẻ với nhau nhiều video hữu ích hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.